Mình sẽ thiền tập lòng từ. Mình coi đây là cách mình trải nghiệm luôn, để coi từ cái cảm nhận sức mạnh tác ý lòng từ nó nuôi dưỡng thân tâm mình cỡ nào, lợi ích tức thời hay không. Nếu được mình thực tập nó hàng ngày, mình trị liệu tức thời luôn. Bao nhiêu cái trầm cảm, căng thẳng, cái bực bội, cái sợ hãi, cái lo lắng, cái muộn phiền, cái tự tôn, tự ti, cái trách móc của mình với người hay của mình với mình, chẳng qua là do lòng từ mình nó nhỏ, sức dung chứa mình nó ít, cho nên nó không thể dung chứa được những điều khó dung chứa. Tất cả các cái khó khăn đó, chỉ cần mở cái lượng dung chứa lòng của mình ra, mọi thứ nhẹ nhàng hết. Người ta nói hãy xem nhẹ mọi thứ, cuộc đời bạn sẽ nhẹ tên. Nhưng làm sao để xem nhẹ? Lượng dung chứa của tâm mình phải lớn lên. Làm sao lượng dung chứa lớn lên? Phát triển từ bi lớn lên. Bây giờ thỉnh đại chúng ngồi thẳng lưng, khép nhẹ đôi mắt lại và ý thức một hơi vào, lưng thẳng, ý thức và đôi vai hơi nhích lên. Khi hơi vào và thở ra thì vai nhẹ thả lỏng xuống. Một hơi nữa vào, toàn thân thư giãn, thở ra. Rất rõ ràng nhưng rất tự nhiên, ta không thay đổi hơi thở, ta chỉ trở về và quan sát hơi thở như chúng đang là hồi nãy giờ thôi. Ý thức một hơi vào cho sâu, tâm thật tĩnh lặng, và ra cho nhẹ, mềm, nhẹ nụ cười. Đôi môi mình là một đóa hoa rất tươi tắn, rất thanh mát, mỉm nhẹ nụ cười, căng nhẹ đôi môi và lan tỏa sự mát nhẹ, thơm tho của đóa hoa đó lên trên gương mặt mình, từng sớm thịt trên gương mặt mình, xung quanh bên mắt mình, gò má, hai bên mang tai, tất cả sớm thịt được thư giãn và thả lỏng. Mình hoàn toàn về nhà và nghỉ ngơi. Một hơi vào và mình ý thức rất rõ hơi vào, vào cửa mũi, vào trong ngực hơi cử động, và mình cảm nhận được khi nó ra, mình thấy nó xẹp xuống và nó ra khỏi cửa mũi nhẹ, sâu, chậm và đều. Vai mình đã buông thư, hai cánh tay mình thư giãn như hai cánh diều hâu vừa đậu nhẹ lên cành. Hai cánh tay đã thư giãn hoàn toàn, các sớ thịt trên cánh tay, từng ngón tay đều được buông thư như hai giọt nước rồi. Từ cổ lên đầu mình thẳng, từ cột sống lên vai cũng đều. Mông và chân mình tạo nên một thế tam giác khá vững vàng. Mình được an trú, mình đã về nhà, mình được thảnh thơi. Với năng lượng bình an đó, đặt nhẹ lòng bàn tay phải lên trên con tim mình, áp nhẹ lòng bàn tay vào. Tất cả chúng ta đều làm đi. Nhấp nhẹ lòng bàn tay phải, đặt nhẹ lên con tim mình, và hãy nguyện những câu sau đây. Xin nguyện cho con được thảnh thơi và hạnh phúc. Xin nguyện cho con được vững chãi và bình yên. Xin nguyện cho con
tránh hết mọi tai nạn, thống khổ và có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hít vào, ý thức rất rõ con tim mình đang được thư giãn và ôm ấp bởi tình thương của sự chánh niệm. Mình đã quay về như người mẹ ôm ấp lại con tim bé thơ là đứa con, và năng lượng thương yêu đó đang ôm ấp con tim mình, làm mát nhẹ lại nhịp đập con tim, tươi mát lại dòng máu và lưu nhuận khắp cơ thể. Từng tế bào trong thân đang chuyên chở năng lượng chánh niệm với lòng từ bi đó. Lặp lại lần thứ hai: xin nguyện cho con được vững chãi và thảnh thơi. Niệm thầm như vậy: xin nguyện cho con được yên vui và an ổn. Xin nguyện cho con được đầy ắp tình thương. Xin nguyện cho con tránh hết mọi tai ương và gặp thật nhiều hạnh phúc. Miệng nhẹ nụ cười lan tỏa khắp châu thân, tình thương yêu dạt dào trong cơ thể của mình. Cảm nhận được nhịp tim trong lòng bàn tay, cảm nhận được nhịp đập tiếp xúc với lòng bàn tay, con vẫn thư giãn, nhưng tỉnh thức ta trong sáng, nhẹ nhàng và tự tại. Con thấy mình dung lượng chứa nhiều hơn, lòng con bao la và tỉnh tại hơn. Con bắt đầu cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn. Lặp lại lần thứ ba: nguyện cho con được có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nguyện cho con tim con đầy ắp thương yêu. Nguyện cho cuộc sống con thật bình yên và vững chãi. Nguyện cho con thật thảnh thơi và an lành. Mỉm nhẹ nụ cười, để hai tay lên nhau, hạ hai cánh tay xuống, thư giãn trong tư thế ban đầu. Vẫn khép mắt và buông thư toàn thân. Con đang là hiện thân của tình thương và hạnh phúc, của vững chãi và tỉnh thơi, của bình yên và an ổn. Năng lượng con rất dạt dào nhưng rất yên nhẹ và tự do. Con hãy nghĩ đến một người mà mình yêu quý nhất, gần gũi nhất. Hãy gọi tên họ lên trong đầu mình. Hãy tưởng tượng họ một cách nhẹ nhàng đang ngồi trước mặt con. Gọi tên họ: mẹ hay cha, người con thương hay người thương con. Gọi tên họ và thấy họ đang ngồi trước mặt con. Hãy gửi năng lượng của lòng từ bi trong con đi vào trong họ. Hãy mỉm nụ cười khi thấy được ngồi bên cạnh nhau. Con xin nguyện cho họ. Hãy lặp lại những lời đó trong đầu mình. Xin nguyện cho họ thật nhiều tình thương trong con tim.
xin nguyện cho họ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin nguyện cho người con thương được vững chãi và thảnh thơi, được an vui và tự tại, được tránh tất cả mọi tai ách, nỗi thống khổ và đau buồn. Mỗi một lời nguyện như vậy, con quay về cảm nhận nơi con tim con rung cả một lòng từ bi thương yêu rất lớn. Từng tế bào phát sáng như hào quang đi khắp châu thân, lan tỏa ra bên ngoài con và chạm vào và đi vào trong thân tâm họ. Lặp lại lần thứ hai, con nguyện cho họ được tránh hết mọi tai ách và thống khổ, gặp được thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nguyện cho con tim của người con thương cảm thương con thật nhiều thương yêu. Nguyện cho họ thật thảnh thơi và vững chãi. Nguyện cho họ thật bình yên và tươi mát. Mỗi lời nguyện như vậy, con cảm nhận được họ rất tươi mới, rất hạnh phúc, nhận được những nguồn năng lượng bình an, mát nhẹ từ con đi vào trong họ, làm cho thân tâm họ cảm thấy an yên và vững chãi vô cùng. Hình hài họ đang tươi mới như một đóa hoa hiện hữu. Con và họ đang là hai sự sống màu nhiệm, hai đóa hoa bên cạnh nhau. Quay về thiết lập sự vững vàng nơi hơi thở, con ý thức hơi thở vào sâu, tâm tĩnh lặng, hơi thở ra nhẹ, miệng mỉm cười. Con hãy tưởng đến một người con quen biết mà không thân cận lắm, có thể người con gặp nhiều lần trong một ngày, một cô quét rác lâu công, hay một người bán quán bên đường con thường qua lại, hay một người bạn con thường vui chơi hàng ngày, một người không quá thân, một người bình thường con thường giao du. Hãy gọi tên họ, hãy gọi tên 3 lần trong tâm mình. Hãy hình dung hình ảnh của họ trước mặt con. Họ đang hiện hữu từ tốn ngồi bên cạnh con, rất vững vàng như con vậy, xây mặt lại và họ đang có mặt cho con. Hãy hướng tình thương trong con tim đang đầy ắp thương yêu từ ái trong lòng mình đến cho họ. Gọi tên họ, tưởng hình ảnh họ, nguyện cho họ vãi lặp lại những lời yêu thương này. Con xin nguyện cho người đó, hãy gọi tên họ, được bình yên và thật nhiều hạnh phúc. Xin nguyện cho con tim họ đầy ắp thương yêu. Xin nguyện cho họ thật vững chãi và thảnh thơi. Xin nguyện cho người đó tránh được tất cả nỗi thống khổ, tai nạn trong cuộc đời và gặp được nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống. Mỗi lời nguyện như vậy, con ý thức con tim mình lan tỏa một dòng năng lượng đầy thương yêu. Nhịp tim con reo vang rộn ràng, từng dòng máu đầy ắp tình thương của lòng từ bao dung. Dòng máu con lưu khắp châu thân bằng tình thương đó, chăm sóc toàn thân con
từng hào quang đi khắp cơ thể, từng tế bào tiếp nhận được tình thương trong con, một hào quang nhẹ phát tỏa khắp thân tâm đi vào trong họ, họ đang nhận được. Và con lặp lại, nguyện cho người ấy được bình an, nguyện cho người ấy được gánh tất cả mọi tai ức khổ nạn, nguyện cho họ thật vững vàng và an vui, nguyện cho họ có tim đầy ắp thương yêu và hạnh phúc, nguyện cuộc sống của họ thật nhiều niềm vui. Mỗi một lời nguyện như vậy, con cảm nhận được họ đang mở rộng lòng mình, đón nhận hết năng lượng hào quang, chánh niệm và đầy thương yêu trong lòng con đi vào trong thân tâm họ, hòa vào hơi thở để họ hít vào, đi vào trong con tim, hòa nhịp và trổ đều vào trong máu gan, tim phổi, sự sống bên trong họ. Họ nhận được, họ tươi mới lên rồi, họ như muốn thể hiện lòng tri ân với con. Họ đang là một với con, hai sự sống. Con mỉm nhẹ nụ cười an trú vào hơi thở. Con tim con vẫn đầy ắp thương yêu, ngọt ngào và tự tại. Một không gian tĩnh lặng, không biên giới. Một tình thương to lớn như đại dương. Một sự vững vàng như núi cao. Con nghĩ đến một người mà con khó khăn ở với, một người mà con hay cự cãi, mâu thuẫn hàng ngày, một kẻ ghét con hay một kẻ con ghét, một người mà con cảm thấy khổ đau. Hãy gọi tên họ 3 lần trong tâm con. Hãy ý thức hình ảnh của họ rõ ràng ngồi trước mặt con. Nguyện đem lòng từ bi đầy ắp thương yêu trong con tim này hướng đến cho họ. Lặp lại những lời thương yêu này, nguyện cầu cho họ. Nguyện cho người đó được mở rộng dung lượng thương yêu con tim của mình. Nguyện cho họ được thảnh thơi và an nhiên. Nguyện cho họ được vững vàng và tự tại. Xin nguyện cho họ tránh được hết những tai nạn và đau khổ. Nguyện cho họ gặp thật nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời. Mỗi lời nguyện như vậy, con cảm thấy có một chút khó khăn chăng, vì con chưa quen làm điều đó với người ghét hay ghét con. Điều đó tự nhiên, con hãy cảm nhận sự khó khăn đó mà không kháng cự. Con không khó chịu với mình, con đơn thuần từ ái với họ và cho phép cảm nhận tự nhiên kia đi vào trong con và vẫn lặp lại những lời yêu thương thần chú sức mạnh vô biên này. Xin nguyện cho họ được an lành và tự tại. Xin nguyện cho họ được hạnh phúc và thành thân. Xin nguyện cho họ tràn đầy thương yêu trong con tim ấy. Xin nguyện cho họ tránh được hết những mệt mỏi đau khổ trong đời. Nguyện cho cuộc sống họ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mỗi một lời nguyện như vậy, con tim con ôm ấp trọn thương yêu, lan tỏa từng dòng máu chảy bằng tình thương đến từng tế bào, tiếp nhận được một hào quang từ ải xung quanh từng tế bào tròn trịa, một hào quang thương yêu làm cho thân con mát nhẹ, tâm con vững vàng, tình thương con như đại dương lớn tỏa khắp trong thân con, một hào quang đầy tình thương của từ bi hỷ xả lan tỏa ra bên ngoài và hướng về họ. Xin nguyện cho người đó hết hận thù,
Xin nguyện cho họ biết thương yêu, xin nguyện cho tim họ đầy hạnh phúc, nguyện cho bước chân của họ vững chãi và thảnh thơi, tâm hồn họ được bình yên và tự tại. Nguyện cuộc sống họ thật nhiều niềm vui. Mỗi một lời nguyện như vậy, con cảm nhận người đó nhận được hết những gì con cho. Họ đang dần nhẹ nhàng xuống rồi đó. Họ cảm nhận được niềm vui và bắt đầu tươi mới. Họ thư giãn và đã được nghỉ ngơi. Họ bắt đầu dung chứa được những điều khó dung chứa. Ánh mắt họ dịu dàng hơn, vẻ mặt họ tươi mới hơn. Tình thương con đã nở hoa và mùi hương của đóa hoa ấy đã lan tỏa và làm mát dịu những người mà xưa nay con không thể truyền thông. Con đang đến với họ bằng một nụ hoa, một cách thức đẹp nhất tặng đến cho người. Gọi tới người con thương yêu nhất và gọi tới người con thù hay hận hay ghét nhất xưa nay. Hãy để hai tên gọi ấy bình đẳng. Hãy để hai hình ảnh đó hiện hữu như nhau trước mặt con. Con tim con đang lan tỏa tình thương cho họ một cách bình đẳng. Xin nguyện cho hai người đó được bình an. Xin nguyện cho cả hai họ được vững vàng. Xin nguyện cho thân tâm họ được hợp nhất và thư giãn. Nguyện cuộc đời họ với hạnh phúc, vững vàng và tự tại. Hãy nuôi dưỡng và mang theo lòng từ, lòng bi, tình thương vô tận đi suốt cuộc đời trong từng hơi thở với con và chia sẻ nó ra với cuộc đời cho những người bên cạnh con sống với. Hãy nguyện cho tất cả căn phòng này, cho thành phố này, cho trái đất này, cho muôn loại, muôn vàng chúng sinh. Hãy nguyện tất cả những con người từ thượng thông trên thiên đường, tất cả chúng sinh đến hà triệt địa phủ cho đến cõi nhân gian, trong khoảnh khắc phút giây này, nếu có ai đang đau khổ thân và tâm, xin tình thương, hạnh phúc, sự tươi mát, vững chãi, sự bình an, tự do đến tuyệt vời không biên giới này của tâm con được lan tỏa, chuyển hóa khắp muôn nơi. Nguyện cho tất cả mọi loài cũng được an lành như vậy. Nguyện cho khắp tất cả muôn loài được an lành. Nguyện cho khắp tất cả muôn loài được an lành như vậy. Nếu mà trước khi thiền tập, tụng kinh hay làm bất kỳ điều gì, duy trì khoảng 15 phút thiền trong chánh niệm với lòng từ đó, hiệu quả rất cao cho tất cả mọi cái sự thực tập ở phía sau.